Bích Phượng kính chào quý vị. Hôm nay thứ hai ngày 24 tháng 6 năm 2019. Đến với bản tin hoạt trình đốn tối nay là chương trình bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam, IV News và phóng sự cộng đồng. Để mở đầu là bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi. kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình bình luận phân tích và nhận định thời sự Việt Nam. Ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi đến quý vị bài Rung như cây sấy trước tham hần Bài soạn của ký giả Phạm Trần Hãy hình dung một con cây Tên thông dụng là chó Bị cột chân, bịt mỏm Nằm trước nồi nước sôi và đóng than hồng Sẽ phản ứng ra sao Khi nó thấy giờ lâm chung đã đến gần Tất nhiên là con vật phải rung sợ nên Người Việt mới có câu là rung như cây sấy nếu đem hoàn cảnh của con cày gắn với tình trạng hoang mang, dao động và rối như canh hẹ của mạng lưới tuyên truyền của đảng Cộng sản Việt Nam, thì sẽ thấy tham nhũng chỉ làm cho đảng suy yếu, nhưng mạng xã hội mới là kẻ nội thù đe dọa sự sống còn của chế độ. Mỗi lò này được phản ảnh qua bài viết Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị xã hội ở Việt Nam của Quỹ viên Bộ Chính trị, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã phổ biến khắp mặt báo của đảng từ ngày 17 tháng 6 năm 2019. Ông Thưởng viết Việt Nam đang khai thác và phát huy những đặc tính ưu việt của truyền thông xã hội, đồng thời cũng đang phải đối mặt với những tác động tiêu cực khó kiểm soát từ dạng thức truyền thông mới này. Vậy chủ nhân của truyền thông xã hội là những ai ở Việt Nam? Ông Thưởng giải thích, có thể nhận thấy hệ sinh thái mạng xã hội đã hình thành tầng lớp key opinion leader Influencer là những người có thương hiệu hoặc là những người bình thường mà thông tin quan điểm nêu ra có sức thu hút, ảnh hưởng được dân cư mạng, chia sẻ khuất tán nhanh trên phạm vi rộng lớn. Họ đa phần là những chủ thể tích cực, góp phần tạo nên đời sống thông tin lành mạnh, nhưng cũng đã lộ diện những Key Opinion Leader Influencer có động cơ không trong sáng, nhưng lại biết khơi gợi những cảm xúc xấu xa lạm dụng chữ nghĩa ảo tưởng về quyền bàn phím, luôn tìm cách điều hướng dư luận, tấn công doanh nghiệp nhằm trục lợi, đe dọa, xúc phạm cá nhân, tổ chức. Ăn nói vu vơ không bằng chứng, không nêu đích danh một người nào hoặc tổ chức nào, nhưng người nào cầm đầu ngành tuyên truyền của đảng vẫn nói văn mạng và đã nói rằng một số được nuôi dưỡng cấp phát từ các tổ chức thù địch bên ngoài, lợi dụng những bất cập quản lý nhà nước về Internet, mạng xã hội. Chúng thâm nhập vào các nền tảng truyền thông xã hội, nuôi tên tài khoản lập ra hàng trăm nghìn tài khoản ảo và nhiều trang giả mạo cá nhân, tổ chức. Với nhiều thiểu đoạn tinh vi được hỗ trợ bởi công nghệ, chúng tập trung chống phá nền tảng tư tưởng, phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Gieo rắc tư tưởng cực đoan, tạo bất đồng, xung đột, nội bộ đảng và nhân dân kính thưa quý vị kể cũng lạ là ở một nhà nước độc tài, độc đảng, độc quyền báo chí và kiểm soát dư luận từ chân lên đến đầu mà vẫn có nhiều lỗ hổng đến thế thì đội ngũ công an, tình báo, quân đội, công an, nhân dân toàn là thứ ăn hại, đái nát. Tuy nhiên khi diễn người cầm đầu ngành tuyên truyền của đảng võ văn thưởng đã phạm phải ba lỗi nghiêm trọng thứ nhất xuyên tạc và mạ lỵ sự căm phẫn của hàng triệu nạn nhân bốn tỉnh miền trung hà tĩnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trước thảm họa do môi trường do Phật Mô gia Hà Tĩnh gây ra vào ngày 6 tháng 4 năm 2016 và sau đó. Cho đến nay, sau 3 năm nhà nước vẫn chưa trưng được bằng chứng khoa học nào xác nhận được nước biển đã hết ô nhiễm và nhà máy Phật Mô gia Hà Tĩnh không còn thải chất độc ra biển. Hàng triệu người dân đã lâm vào cảnh nghèo đói và hàng ngàn gia đình ngư phủ đã phải bỏ nghề đi tha vương cầu thực ở nơi khác thứ hai trầm trọng này rất quan trọng đối với chúng tôi là ông thưởng đã bảo vệ quan điểm lập ba đặc khu kinh tế của đảng ở vân đồn quảng ninh bắc vân phong khánh hòa và phú quốc kiên giang hàng trăm ngàn người dân đã biểu tình chống lại dự luật đặc khu không vì bị các mạng xã hội xúi dục hay lôi kéo vì tinh thần ái quốc quyết tâm chống âm mưu nhượng đất cho trung cộng chính nhờ các cuộc biểu tình mà dự án đặc khu phải dừng lại hoặc là phải dời lại thứ ba là người dân biểu tình chống luật an ninh mạng là để đòi nhà nước phải tôn trọng hiến pháp đã quy định về quyền tự do báo chí và tự do tư tưởng. Điều 25 của nhà nước Cộng sản Việt Nam trong hiến pháp đã viết rằng công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này là do pháp luật quy định. Luật an ninh mạng số 24/2018 QH14 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 chỉ có mục đích duy nhất là kiểm soát thông tin và các vi phạm các quyền cơ bản của con người. Theo Phạm Trần thì hiện nay trong nước Việt Nam, Đảng Cộng sản đã có một cái chương trình nó gọi là nuôi ông tay áo. Tuy nhiên bên cạnh những điều hù dọ, Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng, người con ngoại vi của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng đã tiết lộ có tình trạng nội ứng từ bên trong đảng dành cho các thế lực chống đảng trên mạng xã hội. Một lần nữa, ông Thưởng không minh bạch đưa ra những bằng chứng của hiện tượng tiếp tay cho thế lực thù địch có từ trong đảng. Đoàn kết trong đảng đã vỡ và không còn những chuyện cổ tích rêu rao như trên dưới một lòng hay là ý đảng lòng dân. Vậy những âm binh này ở đâu, con số là bao nhiêu? Trong số trên 4 triệu đảng viên, những con ông trong tay áo này làm gì trong bộ máy đảng và nhà nước? hay hành động nội gián này có gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia không. Vì vậy nên ông Thưởng không ngại ra lệnh tích cực triển khai thực hiện luật an ninh mạng với các chế tài đủ mạnh để răng đe xử lý những hành vi vi phạm gây hại như là lưu trữ cung cấp, đăng tải, phát tán tin giả, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, nói xấu, kích động, chống phá đảng, nhà nước trên Internet, mạng xã hội. Như vậy thì rõ ràng là báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam có hai mặt. Đáng chú ý là bài viết, lần đầu có nhiều chi tiết của Võ Văn Thưởng đã nhìn nhận báo đảng đang bị lép vế, cả về thông tin lẫn thu nhập trước sức lan tỏa nhanh chóng, bén nhạy và bao trùm của các mạng xã hội trong và ngoài Việt Nam. Đây là một thách thức chưa từng có đối với ngành tuyên giáo, cơ quan giám sát và chỉ đạo toàn diện ngành báo chí và truyền thông của Đảng Cộng sản Việt Nam, bao gồm cả báo chí của lực lượng võ trang, gồm quân đội, lực lượng dự bị và công an. Kính thưa quý vị, hãy nghe ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ta tháng tại buổi làm việc với hội nhà báo Việt Nam vào chiều ngày 19 tháng 6 năm 2019 nhân dịp kỷ niệm ngày báo chí, ông Phúc đã nói: Không ít cơ quan báo chí chưa phát huy được lợi thế của mình trong việc định hướng, dẫn dắt thông tin. Có trường hợp để mạng xã hội chi phối hay chạy theo thông tin mạng xã hội không kiểm chứng dẫn đến sai phạm đáng tiếc. Có tình trạng hai mặt trong một số người làm báo cùng một số vấn đề khi viết trên báo chí chính thống thì lại thể hiện nội dung đúng định hướng nhưng khi viết trên mạng xã hội thì lại ngược. Về nhiệm vụ của báo chí theo báo chính phủ tường thuật lời ông Phúc thì trước hết báo chí cách mạng nước ta phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội nước ta, dòng chảy chính đó là gì? Dòng chảy chính ấy là xã hội chúng ta tốt đẹp, công cuộc đổi mới của đất nước đang làm Việt Nam thay đổi từng ngày và thành quả của 30 năm đổi mới, tốc độ tăng trưởng ở mức cao, đời sống nhân dân được cải thiện. Ông Thủ tướng này còn nhấn mạnh, tôi đề nghị hơn, lúc nào hết báo chí phải thể hiện những giá trị cốt lõi của mình là cung cấp tin có kiểm chứng, đấu tranh chống lại tin xuyên tạc, tin giả, tin xấu, tin độc là sứ mạng của báo chí. Ông Phúc nói thế, nhưng những dòng chảy chính của tham nhũng, chạy chức chạy quyền, môi giới hối lộ, chạy điểm, chạy bằng cấp, chiếm nhà chiếm đất làm ăn sân sau sân trước và lợi ích nhóm trong đảng đang nhan nhản ra đấy thì báo chí không sờ tới hay sao? Chính cá nhân ông Võ Văn Thưởng đã nhiều lần chỉ trích báo chí đến xưng mặt chỉ vì chú ý đến tin xấu, tin giật gân, tin không lành mạnh để câu độc giả. Như vậy thì trước tình trạng suy thối của báo lời đảng, việc trưởng ban tuyên giáo Võ Văn Thưởng viết bài phản ảnh sự rung sợ của đảng trước sức mạnh và ảnh hưởng lớn của mạng xã hội có ý nghĩa gì? Chỉ có một ý nghĩa duy nhất là ý chí của những nhà báo lề dân và quyết tâm muốn viết được viết tự do và sống dân chủ và đang đe dọa sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài nhận định phân tích thời sự Việt Nam của nhà báo Phạm Trần. À, chúng tôi xin được cảm ơn nhà báo Phạm Trần và xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính thưa quý vị, bản tin hoạt hình đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.